Mọi người nhá, đó mới còn quốc bằng tăng ốp lậu sân. Thì hôm nay đó, thì hôm nay cũng có gì làm ghe. Yeah. Thì có tên đây. Đó, đang làm gì? Rau củ quả, nước ép khoai lang tây. Nước ép khoai lang tây, kia là a-clê-tê-clê-linh-linh. Đây là a-clê-tê-clê-linh-phương. Chị chắc mẹ đi. Không bây giờ gì? Không phải a-bara-ca-chì. Đây là a-clê-tê-clê-linh-mẳng nha mọi người. Thì hôm nay cũng có fan gửi về mấy chục gà. Mà gà đây gọi là gà tây nha mọi người. Mày im đi mặn. Gừa to hơn bàn tay luôn. Gà tây. Thì hôm nay là bàn tay á, gà tây á. Đúng rồi, đây là gọi là gà tây. Gà tây. Đó, thì hôm nay có con bé. Thì cũng dễ thương. Bé. Tọt mấy quê quê. Bây giờ chuẩn bị trần trung trẻ trâu với trời chi? Quốc màn tăng nữa hả? Trời vô làm gì? Trời nó vô nó làm chứ không lẽ mình làm nó. Mày thằng em đó mà nó làm, nó vô làm gì? Vô xuống làm gì? Không làm không ta ăn vậy đâu. Mà ông cứ nhiều đó ông nói luôn. Vô đúng không? Không làm là không cho ăn. Rồi, đó con nó mất cùng cái trung dụng cam vô liền mọi người. Đó, chuột chết dám dái luôn á. Tao nói thiệt á Dũng. Chết tao nhâm giái luôn á. Quả giám đấu tên nào Dũng đâu hay vậy. Nó là Trung Dũng Cam. Dũng khí Dũng. Mày... Thật Dũng. Khiêm thật Dũng. Bẻ mẹ anh. Ở... Bẻm như quy. Ừ. Nhưng mà Khiêm thật Dũng là cái tên nó nghĩ. Quả mày đâu Nam. Bị mùi hay sao mày. Đập đầu chó không bằng. Hử. Nam mày dám đập mặn không. Nó mua của hàng không. Mày nói dám hay tao xíu được hả. Má. Tao nói mày mua của hàng. Má. Màng tăng. Quá mệt chưa mày? Mà quẹo mà mày không vậy? Cái mày làm cái gì mà chưa gì mà gặp nó đó nó làm chứ? Sao quẹo mày không ấy vừa bèn phương á? Nè nãy giờ hỏi bèn phương nha chứ mấy người cho nó chắc phương ơi chung vô cứ kìa dính nha không dám làm gì hết. Mày đi quẹo đây gì? Quả cho mày hái trộm đâu mày? Lên nhà về cái bé đâu? Chù hèn chi ta nói quả sao đi mua lâu dữ chứ? Có cái quần đái mặc luôn. Chết thua không? Buồn đây không à? Hello. Này, xin chào mọi người. Anh em mình mới quen nhau. Bây giờ nhào vô làm vậy chứ không phải quen đứng không đâu. Tâm con người mình là cái tâm ăn chứ không phải là tâm làm. Mấy thằng đây thiệt hả chứ. Cái sống ở đâu chứ đâu sống ở Bình Định đâu. Gà ngon dữ vậy. Được phải không? Trong thời gian nó là tên con gà nó chết mất rồi. Tên chuẩn bị. Đâu bây giờ tao lượt mày. Con gà nó chết bắt đầu sao ăn? Tao lượt mày, mày cầm mấy tao làm việc. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu hỏi gì? Mày thấy tên nào? Tao dùng tên nào? Tức 12 giờ trưa tới bây giờ. Ok, xin chào mọi người. Thì mình mới quen nha. Thì gia đình mình thì cũng cần mình cho nên mình công việc mới xong. Thì mình mới qua đây mình giúp bạn. Anh em mình. Man. Là. Chọn mới luôn mày. Vậy, nhẹ mà. Thì mình xin giới thiệu sơ bộ qua những nhân vật xuất hiện nha. Thì có... Hello mọi người nha. Ba con cu đá banh vừa chạy giúp chân trước chân sau té nha. Không phải gác đâu. Anh Phương chạy ba gác đâu. Cầm vui xong rồi. Thì chúng ta có Nam của đã em. Chào mọi người em ơi. Chào em. Chào nhìn vô đây. Mình quen bên chính đại với anh cơm rộm gì mà. Mọi người chưa chào mọi người em mà. Ông thấy là tay cái né ăn ngán chỉ có cam á. Giờ anh Quốc sẽ biểu diễn một màn ao thật. Nó chừng được kìa. Là nhảy xuống giếng rồi. Mà đừng có đi điêu em. Thôi đầu tiên cứ điêu em. Trời ơi là dưỡng Quốc cũng mới nhưng mà. Thì đã biết tên. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì nè. Gì hử mày? Tao họ nói gì mày hử mày? Tụi cũng đó nó đòi tiền của me kìa. Hả? Tao làm cái đòi tiền mày vô nó bét được. Nó nợ mày nhiêu? Vô nó bét được 20 ngàn không? Đi mua 3 cú. Đồ này tao thì tao. Sao? Thì anh Mẫn giới thiệu sơ về những con gà đây anh Mẫn. Nói chung ở đây là gà đây là fan tặng. Wow. Mẹ, đây là gọi gà tây. Fan này là anh thì nhân đây thì mình cũng cảm ơn rất là biết ơn anh về những chú gà này. Thì năm 1862 cái thời điểm mà triều đình nhận diện cưới hữu. Cái gì mày? Quên. Bây giờ mày cái thời nào là mày nói. Giao đây. Nó trong quần áo quê đó chứ. Mẹ em điên luôn rồi quá. Mày gọi cái cho tao có biết gọi hành tây đâu. Tụi bốn cái tay vậy. Giờ tụi mày có tay giữa ra nữa hay sao vậy? Mày thấu đưa tao quay ta, mày chạy kìa. Mày có tay dưa là cục thì dưa dưới ngoài á. Con vợ em áo đen nó đứng kia nè. Đang vợ mày. À. Giờ đây. Đâu ra vậy? Quả trời.
tôi nào vợ mà mẹ biết ông mình cái mày mẹ nhi nghe đây nhào nhào vô liền à mẹ thì anh Quắc hôm nay cười rất tươi nha các bạn. Cô đó anh hay không? Mình xin đố tất cả các bạn tại sao hôm nay anh Quắc cười rất là tươi. Tại vì là hôm nay là đồ chùa. Nói giải mày lùa đi giải mày. Vì mẹ như mẹ. Thì anh... mẹ đi. anh gọi là cảm ơn tao anh. Mấy anh Dương. Anh Mạng ơi, anh có thể giới thiệu sơ về những chú gà mà anh đang làm được không? Nói chung ở đây là anh Dương. Quắc màn tăng, ốp lậu chân. Tôi nhẹ mà mày cũng biết hết mà mày cứ... Mày, làm chồng, hai đứa con rồi mà nói đại đại như mấy con đàn bè. Chán ai? Ông với ai? Mười con ấy. Thì đầu bếp Ten hôm nay mình sẽ làm món gì Ten? Món này độc lẹ luôn. Món lẹ độc. Quá không sống, bè mấy năm chưa ăn món này bao giờ luôn. Làm món gì vậy? Chút nữa đâu biết. Lại là món chút nữa đâu biết nha các bạn. Thì mình sẽ qua thăm bếp con chút thì... bếp đó thì có... đồ. Rồi bớt đi. Bếp là hầu nhỏ uống sữa bò nên giờ đầu mua mũ sữa bò nha anh em. Còn em tôi không quay cái gì vậy? Ủa chứ em mày tao mới quay chứ còn em tao tao quay chi? Thằng chuẩn bị á. Ông nhỏ quá. Bớt đi bớt đi. Tay này tay là được nha. Cái gì? Quay 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 quay. Ờ sao ông đáng tôi? Ông đáng đó tôi cho 200 ngàn. Ủa tôi nhìn mặt đó tôi muốn ngứa luôn á tao thiệt tao bán. Ủa mày tao nó lên que lỡ té nghe xẹp lép luôn. Rau ngứa lên rau ngứa lên. Đây là anh hô nha các bạn. Chỉ một hồn dữ quá. Thì qua anh hô đi đá banh với anh em tụi mình thua thắng nha anh em. Chưa thua. Còn một cái kèo cuối tuần nữa chưa thua. Chưa kìa. Đủ cái chừng nó hô cũng bự không? Chừng nó chưa ranh được. Nó đâu lao nữa. Gia đình vậy cũng được. Thì anh Mẫn rất tội với các bạn. Thì anh đã ra đi vào một week. Bây giờ là mình... đúng rồi. Tấm mệt mà. Quê à, cháu mà cũng làm thôi. Mình lấy đi đây. Mình hút gói. Mấy bạn biết sao? Tụi mình ở miền quê. Nên là hôm nay á là bếp với Cuba đặc biệt chỉ làm món miền quê. Quê hằng nó nói à. Cơm trắng là nó ngon anh. Mới nhưng mà ông tại không có ăn biết đâu gì. Đúng rồi. Nhớ mấy bếp nhớ là chịu. Bếp người già là không có đấy nhớ là người ta. Sau 4 tiếng đồng hồ thì đồng chí Bình đã xuất hiện nha các bạn. Ngủ quên. Không sao. Tôi quên kìa. Mẹ sao nó ngủ tới lúc anh luôn nè. Khùng quá anh. Thế là mày còn hơn á, đỡ mày còn hơn á, không biết nào đã kêu là 15 phút nữa mà anh Bình hôm trước là cho anh Bình vô gió nha. Ông em Bình đấy hay bây giờ tao đang lên chân cú sốc một cú sốc tôi ngày xưa làm giỏi lắm à thì ra là anh Quắc làm đồ mấy em không tính tôi nè ngày xưa tụi đó nhà hàng á mẹ cháu này cũng mẹ anh Tư với mợ Quắc là cái nhà hàng nó lại dối dài tụi nó khiêm quá đâu nói chừng nào em nghĩ không ai nhưng mà bữa nay em thấy đồ chùa nữa lại là đồ chùa của mẹ anh Tư á cô anh Dương ở Bình Dương á anh Dương ở Bình Dương nữa mà anh công ty kia hả nè của anh cái máy quay chỗ đây nó bị sao đó này mùa mà đừng có chọc mỏ đó nha anh bị khùng quá tao khùng lắm cái đèo tao bữa nay mà còn sạn rồi chứ không ai nè anh cứ tin em một lần mình sớm phải có niềm tin không anh chùi giùm em camera đây không chùi gì không mà mẹ nha mẹ bỏ anh Phương vô nào em đi mi rồi à quên tao quên vô nào anh ngồi im trong bóng chuối chú biết mày bụi chuối ấy đi đủ ông tôi chưa nói chuyện không chưa đâu thấy động kêu ông về nghe đuổi đồ thứ chơi ông lại kêu ông về đây em biết ông về nhưng nít lại anh Mẫn đồ làm gì sợ anh Mẫn nghe chỉ nói là con bị bệnh hiếp áp à sợ dây tới phật xem nè do bác ông lớn nên kính lão đích thọ chứ mấy loại chơi thôi một cú lên tiên hai cú lên trời một cú nữa đi luôn nếu mà người khác này tổng chào méo liền mình xin review cái đầu của anh Mẫn giống như các bạn mọi người coi nè quần đi trời lẹ mày ngu mày trời quần giật á giật tay giật thì mình cũng qua bên đây mình coi thử đang làm ăn đồ ra sao nha anh em. Thì mình thấy bên đây làm cũng chưa có gì hết nha anh em. Nói đi. Ấy là thằng Nam nó nói ông là đừng có chặt con bé bồ đó nữa. Ông liệu hồn cuối năm này cứ. Cỡ Nam nè, một cú rất xuống giếng. Em thấy cái cơ tay của anh nha. Làm vậy? Qua đây. Qua giúp đồng đội. Anh Phương vô bay vô làm rèn rèn anh. Chạy mày đi. Anh Mẫn rất là tội nghiệp nha các bạn. Cái mâm nào cũng có tao rồi đó. Ông nhiều chuyện quá mà. Anh nói hành tỏ nhiều lên nhưng mà không đủ. Đồ không? Anh Phương cầm đi anh Phương.
đúng một người anh thì cái nầu này anh em mình sẽ luộc anh mắng đầu tiên nha. Được. Anh mắng. Mày cái tướng tao vậy mà bỏ nầu dừa. Bỏ chặt ra khúc. Ừ. Hấp cái đầu con nầu như ăn mé heo vậy. Thắng. Mày giờ mình chờ mấy không. Thì anh Vương đó tao các bạn. Mày cái mít em nha, cái mít em gửi tên Kim Thập Dũng rồi ạ. Nha. Không có anh làm con Quắc á. Mà tại sao mà tao Quắc đi tìm đứa con nữa. Cà chua nếu vô thì vàng ông mua cà chua đỏ chứ. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Khung cảnh rất yên bình nha các bạn. Anh em mình à, hai tem vẫn đang miệt mài làm. Xong chưa anh Mận? Chưa, tao làm sao? Phụ tôi bưng ngay giờ bưng hết. Chứ không lại vậy? Bưng đi ai cho nó làm nhớ làm gì? Tôi không rảnh đâu, cái tay tôi nó đâu. Vậy giờ sao bưng sao? Thì ông bưng tay nữa đó. Tay sao? Tao vốn tay sao mày? Lấy tay giữa. Mày điên cái trai. À quên quên. Tôi đeo kêu chân dưới, ai kêu tay giữa mà khùng hay ai? Thì ai biết rồi vậy em kêu tay mà. Ờ, chứ mà anh chúc ai đó. Đờ nào đừng, đừng nghe. Ông mày tán không biết à? Dạ. Ông thấy láo. Tình này nó mất dậy dữ mày. Mèo đi vô gì nào luôn rồi. Thì nó vỗ chim chứ nó làm gì không đâu. Không ngờ luôn á. Đúng là ông giờ ai một đứa nhỏ nó cũng có thể coi anh như là một đứa chú chá của anh. Mấy rồi đỡ rồi. Thì thưa các bạn nha, anh Quốc ở đây rất là tội các bạn. Cái đồ chùa á, nãy anh có nói là anh xin gì ẩn cô gia vợ. Cho nên nay anh rất là xông xáo các bạn. Anh em tụi mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi nha các bạn. Thì bây giờ anh em tụi mình đã đang ở đứng cửa trước, về sau nữa các bạn à. Thì anh Quốc có cái quần đá, quần anh đi luôn à. Anh ấy nè. Cái mấy này chưa nha. À quên quên. Thì bây giờ mình sẽ làm gì đây, đầu bếp tem với món thịt lợn. Ủa nha, kìa. Mở ra. Đồ, dung xèo xèo đèn nấu ăn giữa đây à. Thì bây giờ anh em xã hội đen mình sẽ tập trung bên đây nấu đồ ăn. Trong đó có anh Phương đen, tên đen và Trung đen. Mở gà đẹp quá. Mở gà đây là đỡ làm vậy. Đó. Rửa nào vậy? Chuột. Cho tao mở gà này mình rửa nó ngon lắm. Chuột. Hay dữ vậy. Chuột nó chín quá anh Phương ơi. Ừ. Chín quá. Đỡ vô con gà nào có miếng mỡ vậy trời. Thì gà đây là gà Tây nha các bạn. Thì Tây là ở bên Tây. Chứ không phải là ở Tây Ninh. Quê là đầu bếp nha các bạn. Như anh em mình đã thấy miếng mỡ gà là anh em mình chạy suốt cái quần luôn á. Nhưng mà thằng Ten đó thì nó biết tận dụng miếng mỡ gà để nó lấy dầu các bạn. Ghé là hay luôn. Hồi hồi nhỏ mày vô đít bàn xóm nghe xóm mày đồn vậy mà sao lớn mày vô vậy lên. Mày nói làm bậy mày bè. Dĩ dạng dưa giấy đó mày còn giấu nữa hả? Wow. Wow. Nước ách cháo nha các bạn. Đồ thế bị lừa cháy hết chảo. Đó, tuyệt chiêu công phu rồi ông. Tuyệt chiêu công phu đến từ sư phụ Thiếu Lâm Quyền. Tiệm này nói rồi, làm được thì làm, làm không có được thì thôi, phải ráng làm thôi. Tiểu mang đầu à. Gì vậy? Tiểu tuổi đi, quên à. Thì bây giờ anh này nói với em như này anh Quốc à. Em phải tiền nghề này em xem được nghề dỗ của em không hả? Thì tôi không tiền đó, ông làm gì tôi hả? Tại vì ra chiêu đi. Dâu đi mấy anh khùng ơi. Rồi rẻ chưa? Mà đem ra lâu dây. Anh thì cái này phải dễ nè. Không xong thì tí nữa ông lấy ông nhét vào lưỡi ông này. Ông nhét vô lỗ tai ông luôn. Tao điên á. Ông dịp mà. Thì tại sao cái đầu ông ngu vậy hả? Anh để nói dẹp rồi đừng có nói tiếng Hồng Kông với anh được không hả? Anh thì đã nói rồi. Quỡ đeo cho vậy rồi. Mẹ rồi thì trẻ luôn mẹ đây. Thì để cái ông giả. Mẹ nó ngươi mẹ. Rồi bây giờ đưa Thùy Linh nó giả. Ông ăn tao đập cái chạy vào đầu nha. Ủa anh mà. Mấy cái gì tao làm gì cũng khố tao á. Mẹ Châu tinh trùng à. Quay quay quay. Quay quay quay. Đang mệt rồi. Tinh trùng con. Cái tinh quần mà dai quá mà quen với mày tao mẹ nó. Tao chung tao lạy mày. Tao lạy mày đi giùm tao cái. Vậy thì giả nhanh lên con trai. Căng ngờ vậy không.
Anh Tình đã nói với người rồi, ngày hôm nay cũng không cần phải là ngày chết đâu nha. Bây giờ mẹ nghĩ mẹ đi. Anh Tiểu Màng Đầu Tinh nè. À, thì ra là anh Mẫn ghép ra rồi kìa. Thì ra là ghép áp đầu tinh. Làm gì mày ngầu tao không mày hiếp, tao dọn vợ sinh ơ mình kìa. Thấy nó đang làm gì không? Mày mù á, thì cũng phải thấy mờ mờ chứ hả? Tụi tao nói mày về lanh canh như hành hả? Làm gì mà tên nó leo dưới không? Mấy là dễ hành tổ mật quá. Khổ cơ rồi. Tao tao không có làm mấy đây. Thôi sao khó làm thật mày. Rồi chấp nhận anh đúng không? Cái đủ mấy gì đâu. Ông muốn gì vậy mày? Ông hỏi tôi. Chứ làm gì mà ôi vậy? Nó tự sập xuống mà. Nó bớt mày chạy làm sao sợ vậy? Trời ơi. Mày mẹ cái mầm đó là cái dài chút mình. Trời ơi, tâm linh dữ rồi. Thôi thôi thôi, ông dạy tụi đi ạ. Trời ơi, cái dao giặt tay đây, bây giờ giữa tem hăng hô và quát bằng tang. Hai bằng tay đây. Thì cái thở bằng mấy bây giờ là món gì được không ạ? Ủa sao có cái que thận ở đây rồi? Bà không có que thận thì bà ở trong đó luôn đi. Thận đây, đi mở, đảo đảo luôn cho món ăn này thì nó chỉ là mới khởi đầu nha các bạn, còn nguyên liệu chính của nó thì vẫn chưa xuất hiện nha các bạn. Ok đó các bạn nha, thì thịt cũng đã chín dần rồi nha các bạn, mà đầu bếp tem chúng ta vẫn chưa có bằng mí. Tại sao như vậy hả đầu bếp tem? À mình phải dài 50 lôi cuốn như vậy là giống nữa hả? Giống à, thiệt là khó khăn nha các bạn. Con dâu tinh trùng cũng đã đi ngủ một tí rồi. Mình cho một chút nghệ cho nó có màu thì những người ăn nghệ là những người rất là nghệ nha các bạn. Trời, đau lâu quá hả? Gà rất là to nha các bạn. Thì có một hiện tượng bật lý rất lạ nha các bạn. Là tự nhiên bỏ ngựa vô là cái nầu nó vàng vàng lên rồi. Cái nầu nó vàng. Mình không biết nguyên nhân sao luôn. Chắc là da ngựa nó màu vàng. Rồi, bây giờ là tới công đoạn quan trọng với Ala Sakaten. Còn đó hả? Thì bé Thùy Linh hồi nãy giờ đã giúp sức rất là công phu nha các bạn. Thì bây giờ Ten sẽ rất bụng niêm. Cần no Maggie mà quên 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 cần no cần no đồ quên đi thôi anh chị no mà còn cần no cần no ngon từ thịt ngon từ xương cái mỏ đại đại như con đàn bè với bạn chị mẹ mà không biết vậy ra ngon từ thịt đúng rồi trong rừng nhưng khởi vậy khởi rồi kìa anh em mày má ghê thì nói ông nè, bây giờ ông làm được thì làm được thì nghĩ à đó đừng đâu tao tính đuổi gì rồi nhá, buồn nó dập mẹ đấy à, quên vô là đủ mẹ chơi vô là chơi chào ông đuổi mà đi sao nam chào quên cũng vừa đâu anh mua mà ông có tiền ông kêu ok ok ông kêu ông mua mà ông có tiền lộn gì dữ vậy đơn nam xí ông có con xí nhóc xí gì không giấy nào mua nợ ấy ông vô ông thường khùng mà mẹ bao qua ông mượn mỹ viên bao qua ông mượn em 2000 đấy ạ anh cái con sĩ diện không hả châu tinh trung đúng thường này kêu đỡ anh đi mua cho ai ngờ mượn tiền cú đá đi với anh anh thì chân chung có một anh châu tinh trung đi chơi không có tiền mượn đỡ nha mỹ viên nó nét bay bé như cái thịt ta ở bên đó. Bây giờ này ông phải làm sao á? Chân tay để dài. Tên nó hút vô nè. Ông đặt tiền lì sô cà tê vậy mà ông biểu tao nhưng mà quất cái gì? Quất nào? Ok đó các bạn nha. Thì bây giờ sẽ là đến lúc quan trọng nhất. Aten sẽ bật mí là món ăn. Nó móc mẹo.
mẹ tờ gàng heo. Đến từ công ty thực phẩm Big San đó. Nhưng mà tại sao mình phải dùng better gan heo mà không là better gan chó quả gan gì hết? Gan heo do rê tại Hàn Quốc anh có tiền. À, kinh phí, kinh phí. Vậy là bây giờ tên sẽ bật mấy món ăn đại tên gì không? À, món này là món gà nấu better. Quá tuyệt vời. Thì cái bát tô này bây giờ anh em sẽ chế biến thành một cái món gà bát tê nha các bạn. Quá tuyệt vời. Nhìn có vị rất là lạ nhưng mà nhìn rất là ngon miệng nha các bạn. Nồi bên này cũng đã chín được khoảng từ 60% rồi. Là mà nằm đi mà thức đi mà tự nghĩ ra luôn hả đen? Trời má. Không, cái món này là của những cái bô lão trong làng ẩm thực. À, ở trong đó có lão công già già nha. Mình phải đào, mình phải đào đều nha mấy bạn. Ủa tên, mình thi đấu nấu ăn mà bơm mình làm mà mừng nó ngồi vậy. Chết thua, thua. Cái này gue nó chừng kìa. Nhìn cái hỗn hợp này là mình biết là nó là một loại nước sốt rất là đỉnh rồi nha các bạn. Ui rồi, bỏ dưới gầm bàn vậy rồi. Cái gì vậy, món ruốc hay sao vậy? Sốt á. Rất công cứng như các bạn. Thì bây giờ anh em tụi mình bắt đầu là sang qua một cái nồi thứ hai. Cái nồi này chính là cái nồi cha con bao. Ờ quên. Ủa vậy hỏi bằng cô bé nấu gì mà mày nấu gì bụng bia mày? Đâu có nấu gì đâu. Rồi. Đứa ăn kia chứ gì đứa người nấu vậy. Chơi được. Không có nấu gì hết. Cất bó tủ lạnh. Chơi được. Chơi vậy chơi lại à. Anh đi chơi như vậy á thì cái đuôi thấy mà mệt rồi. Đúng rồi. Lỗ tai anh, lỗ tai ai này. Ủa nhiều lần rồi nha không? Thì anh lớn. Nhiều lần rồi nha. Có nhìn này em sao lại dối em nữa. Bây giờ anh lớn thì anh phải dạy em thôi. Tiểu Nguyễn à? Em còn nhỏ mà, tuổi đời em đã bày ra đâu. Em đã tưởng anh đâu hả? Điều. Hai tuần em cho anh xem 1.000 thôi mà. Thì bây giờ anh cả 500 không nhớ hả? Ông Tây. Gà Tây và có nước mắm ông Tây. Vâng, sau đây là quảng cáo chương trình. Quảng cáo 30 giây. Nước mắm ông Tây. Trước mặt mình là anh Măng. Về thằng em trai tên là Đo. Nãy ông nói xấu anh hả anh Tiên? Ra Bình Định nói xấu anh hả? Thế? Đồ. Nhóm nào vậy ta? Ủa Tiên đang cầm nước gì Tiên? Nước dừa, đây là nước dừa. Nước dừa này á. Ui trời, sao những cái nồi nước này nó ngon mà nói thiệt các bạn. Chưa đâu, chưa hết đâu nha. Chưa đó công chuyện đâu. Nguyên liệu thứ hai. Nước dừa tiếp. Đó chính là nước dừa. Dừa bánh chè. Nghe nói Bến Tre xa lắm. Ở cuối cùng bán đồ. Cái nồi nước này rất là chất lượng nha các bạn. Chút nữa tém mày được luôn. Anh Dương công ty Bình An. Đây vô là làm cho màu sắc đẹp luôn hơn sao đây. Cái thơm nữa đúng không? Đúng rồi. Thơm quá các bạn không? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Dạ, Alaska Ben sẽ quậy lên nha. À, đổi màu nha anh em. Từ một cái màu vàng ngợ đổi thành màu vàng cam nha. Các bạn ta nói là không giờ. Quan trọng nữa nha các bạn, đó chính là vậy. Nước dừa nha các bạn. Bên. Nói. Sao im luôn mày? Hộp sữa đặc đâu ta? Hộp sữa đặc thì anh Quốc đã lấy gì cho con anh rồi? Đây, quần nói cực cực cái đi anh. Đã bị tôi mất độ. Vô tin rồng, vào vị trí. Anh để đấy em này đừng có nói điên rồi nha. Ngày hôm nay không coi là nhị dỗ nha. Thì sữa mà nó đổ y như là nước mắm vậy. Ha
Chùa cái nầu đây mình nói thiệt nha bạn, một chén thầu là nó bố tao 4 ngày vậy. Đúng không? Nó bố tao 4 ngày 725 tiếng nữa. Kỳ công quá nha các bạn. Nắng còn đã tắt ở trên trường đời rồi. Sữa nữa hả? Còn cái gì thì mày đối hết luôn đi tay đây. Cảm ơn lắm đâu. Ui trời ơi cái nầu. Mày đổ hết luôn ơi. Các bạn, Tiên sẽ đổ này vô là mình sẽ coi thử là cái hiệu ứng của cái này đổ vô là cái nầu. Thì trước khi mà em cho bát tơ vào thì em phải vớt bọt nha. Vớt bọt nha các bạn. Mày vớt chưa? Vớt rồi chưa? Vớt rồi cho cái bọt sầm vậy. Cái đó là sữa, sữa. À, sữa không thợ nha các bạn. Vét này lấy lá chuối và vét. À, còn dơ chút rồi đưa cái nầu lại cho ông quét. Quét bánh mì đúng rồi, đúng không? Máy này quét bánh mì ngon lắm. Thôi cho mày quét ở đó cho nó hơn. Đi kèm của chúng ta là có Cà rốt mà bỏ trước. Tại vì cà rốt nó khó chín hơn mấy cái khoai lang tây. Sao lại là khó hả? Mà là lâu. Rồi, màu sắc rất là đẹp nha các bạn. Lại của hôm qua bữa mình làm mùa mơ quốc mà đẳng cấp lắm nha. Rất đẹp nha các bạn. Wow, hình như tiêu đây ăn sống được mà hả mày? Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tiên anh về trong anh. Quá mày mẹ. Mẹ thôi. Lỡ lỡ. Ai vô tôi hát, ông theo hát. Ừ. Ông tiêu đây Gia Lai hay? Trời. Tao. Mặn á. Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Mặn mặn á. Mặn. Mặn á. Nhãn điệu này như vậy. 1, 2, 3 ready. Và bao nhiêu đêm dài. Đêm chơi thôi. Đáng nhiều sang mình không dám ai. Đêm cây. Đêm thử thêm lại. Gì nó lên. Anh thì bây giờ tiếp theo sẽ là hành tây. Yeah. Oh yeah. Come on now. Hôm nay tôi cảm thấy mình quá là đẹp trai. Oh shit. Bỗng nhiên hôm nay tôi cảm thấy mình quá là đẹp trai đi. Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Thì cho đây là câu chuyện chú bé và cái bồn cầu nha. Ừ. Thì sau lưng anh là mày bồn xấu hay sao anh? Chứ hôm bữa chỉ thiếu thùng bia thôi chứ có nhiều đâu nữa. Chắc mẹ rồi. Có rượu uống được không anh? Tôi rớt đồ hết tiêu em mẹ rồi. Ok các bạn nha, thì giờ món ăn đã xong rồi nha các bạn. Anh em tụi mình chuẩn bị lên mâm, lên nầu về. Lên gì á? Thôi thua. Thôi thua. Cái gì vậy? Anh điên sao vậy anh mới ra đây? Sao vậy? Hello. Thì khách mời nha các bạn, khách mời Alaska Lã. Thì chàng trai đầu tiên ở Việt Nam Lã năm lớp 3. Hello mọi người nha. Trời anh em đi đông đủ quá. Thì giờ năm gà mà. Trời chết rồi. Im anh không? Anh không quá là chút còn giỏi gì ở kia. Anh Tiền nấu ăn ngon, Tiền nấu ăn ngon quá anh Tiền ơi. Lũ ơi, lũ cho lũ. Vết son trên tàu rào. Rồi bây giờ là đã lên mâm lên bát rồi nha các bạn, rất là đồ anh Mẫn đều nè anh Mẫn anh review chút đi đâu. Không vui không? Nè anh được gốm đồ bơ đơ dơ đâu nè anh mau chì cũng cơ quá bơ đơ mà cơ sao ông vô rơi cơ quá.
Thì sau những tháng ngày chạy ra trong vậy thì bây giờ cũng đã đến giờ rồi nha các bạn. Đã đến giờ là đâu biết không kiếm chứ mày. Em thì anh em khán giả làm rồi nha. Em á nên là anh mẫn đâu vậy. Biết em nếm món này với món kia thì bên của anh Hân á là làm một cách rất là dân dã nha các bạn, nhưng mà món ăn rất là ngon, mình nhìn có vẻ như là rất dân dã dành cho những dân nhậu. Còn món tên á là dành cho những người ăn đói như mẫn nên quất này ăn cho no. Đâu ẩm thực thì mình nói thiệt là mình nhìn vô mình cũng không thể nào biết được là ai là người chiến thắng, nhưng có một điều quan trọng đó chính là hai tem ngồi đây là một điều quan trọng nhất các bạn à. Vỗ tay. Mẹ thằng đâu đội nào thua là xúa gâu gâu. Bây giờ chơi cờ gì mày ông điên quay qua kia đúng. Thì giờ sau đây là kết thúc chương trình là mẫn đội chạy về đây nha. Kết thúc chương trình tại trường hợp đây là hết đâu chưa. Thì sau đây là mình sẽ là bôi xanh món của anh Tê nha. À, món là món gì anh Tê? Gà gà nấu bạch tạng nấu rồi. Thì bây giờ ai người chơi biến chính sẽ là người nói về cái món ăn của mình. Trước hết là vô cùng cảm ơn anh Dương. Dương ở công ty Bình An ở Nội An. Tuyệt vời. Ai có mua gà ghè hay là bán đủ món đó các bạn. Anh có tặng cho anh em mình. Đây là gọi là gà Tây. Nói chung là cá nước mắm ông Tây. Tài trợ cho món gà Tây. Thì anh Quốc sẽ đến số điện thoại và địa chỉ phía dưới cho các bạn nào muốn thì sẽ liên lạc nha các bạn. Chào mày. Anh Dương ở Nội An. Nói chung là anh ăn. Rồi bây giờ là sẽ nghe đầu bếp tên nói vừa cái món. Nói vừa món đây. Tầm hiếc đi. Đây là gà tầm nói hiếc. Là gà gì? Gà Mỹ không? Gà Mỹ. Gà Mỹ. Không, anh Bô Chì im mẹ anh Bô Chì. Có, anh đang giới thiệu. Sao đây món ăn này thì ý nghĩa của món ăn này là gì? Món ăn này. Chuẩn bị hai caramel chuẩn bị quay tập trung vô vấn đề này. Im mẹ em. Anh gì anh Măng? Măng đi mày. Gì mày ơi. Vô. Thì cái món của mình là cái món gà nấu ba tê nha. Đó, rồi thì đơn giản thôi, nó sẽ giống như curry nhưng mà nó có hương vị của ba tê với lại tiêu đen, tiêu xanh. Dạ, đơn giản. Rồi ý nghĩa của món mình cái món mình là toàn bán ham ăn không à. Cho nên là phải ăn nhiều. Rồi tiếp tục là bên đây là ai là đầu bếp chính? Đúng, mấy sao giống cái phóng sự phải đâu. Cái này là mình làm cái món là gà bóp gối nha mọi người. Ui. Cái đây là dành cho những dân nhậu như bóp nhậu. Như anh em nhà mình. Còn bên này là nó ăn no thì nó làm có bánh mì. Tuyệt vời. Cái đây mình nhậu mình thèm á là mình làm một miếng cháo nữa là y bài nha mọi người. Cũng rất là đây là caramel làm một miếng thử ngon. Ngon vãi nồi. Hèn. Nhưng mà nam đâu ra. Chào các bạn nha. Thì bây giờ là mình thấy nước miếng đã chảy lên chiếu rồi. Thì đâu anh em xúc đi. Xúc đi. Hôm nay á em múc nhờ cho nên mẹ hôm nay là có thằng nam nữa nha mọi người nha, mà do thằng nam nó đi dìa mất rồi, nhà nó có việc mới chạy dìa rồi. Đợi dành nó chút, nó còn dám theo khách mời múc cái chén để dành thằng nam chút. Múc ngắn tụ luôn. Sau số 2 cameraman khổ gì mọi người thì ok các bạn nha, một bức tranh rất là đẹp nha các bạn. Bông xà bông ra nó ngầu kìa. Bây giờ thì chập tối nha mọi người. Thì không có gì hơn thì hai tem chiều chập tối. Quên lỡ đụng nó lỡ là không nhớ. Rồi đỡ đầu bếp tên sẽ giúp cho mọi người có một chén là rót đều rồi nha các bạn. Giờ là mới đem mình ăn cho các bạn nha. Món tiêu nè, tiêu Gia Lai Đắk Lắk nè. Mình sẽ cảm nhận thử. Cũng giúp mẹ. Học anh đỡ review nào. Quên rồi. Đưa mở em chữa bệnh mở này. Đây sao giống tâm sự quá. Mấy quen nó đi cùng á. Đi cùng á. Khách này em nuôi hình hông vậy nó hù em. Thôi không quá nha các bạn. Cái nào này mình tiêu nấu nè. Nó sẽ bố 4 ngày 4 đêm. Còn bên kia là những ai mà thích nhậu là mình nói nhìn cái nào là ghê luôn. Bây giờ thì chúng ta đã lên mâm lên bát đầy đủ rồi nha các bạn. Thì bé Thùy Linh. Thì sau khi hầu giờ em chưa được thưởng thức đoàn của anh Tên thì bây giờ em thưởng thức em cảm giác như thế nào? Rất là ngon nha. Chưa. Anh chưa ngon. Thì từ thành Trư Bác Giái chúng ta sẽ biến thành Bác Giái Tư. Chú là sao chết nữa không? Phòng cái mỡ đưa lúc đó. Dữ lắm. Tao không nghĩ là nhìn coi nói. Nóng quá. Quắc nữa, anh đang quán bữa rồi quắc. Bây giờ hồ hả? Anh đang quán bữa rồi. Thì bây giờ anh Hân ra, anh Hân là anh em mình vừa mới đem một ít vào gia đình. Đúng rồi. Đó, thì mình mới... Hân cảm nhận nha. Nhẹ. Đi làm sao thế? Đã. Quá tuyệt vời. Cảm nhận cho chấm vô miếng thôi. Này thấy mày ốm á, xà lè luôn. Xà lè, xà lè luôn. Mời các bạn nghe. Xà lè vô trong tâm. Mình thưởng thức cái món của anh Tiền nấu cho mình. Cái đây đem vô cho bà già. Đúng. Gia đình là ra đó. Kính lão thì hết cả. Uống nước thì bà nhớ nguồn.
Lúc trước cái mình ăn cũng ngon. Tuyệt vời. Ui trời ơi. Dạ. Bây giờ tới nghe vợ mà nha anh em. Anh biết không? Chỉ có hai từ diễn tả đó là nhất cái nết. Ngao ngao nhất cái nết bè tử chứ. Nhất nết. Giờ chúng bé mới vô ăn nha các bạn. À, chung cảm nhận được cái món này tin có nó có bê tơ kia ăn rồi em. Đây nè, anh thấy bê tơ không không đây nè. Thì sau khi mà chưa thưởng thức cái món này á thì bây giờ mới múc nha. Người ta giờ mới múc mà ông biểu tôi cảm nhận. Mình nó cũng đổi đấy em ơi. Mình nãy giờ chấm chấm cuối mặt nó nhiều giờ làm ăn đấy không? Giờ làm ăn đồ. Nãy giờ mà ăn sao mà con chó đụng nó đứng sâu nó chơi kìa. Chó rồi. Hả? Sâu luôn mà. Hả? Sâu luôn mà. Mày nói con trùng chó mày. Má điên của mình. Không, nó giỡn nha. Nó giỡn. Đây. Em nói ăn ngon. Những ngày hạnh phúc các bạn. Cái sự hạnh phúc mà nó thơ hiện lên gương mặt này không? Anh tội lắm. Nghe không? Vợ con à. Anh ăn còn thích chưa? Vợ đúng không? Ba đứa con. Anh ném anh ấy chưa cho ông nội, tối nội ăn luôn. Thân cảm nhận sao không? Nó biếu. Nó biếu mà nó thơm mùi vậy luôn hả? Trời, ý xì ha. Anh em mình sẽ ăn nghe món của bên à. Em ăn ngô nha, ẩm thực bên hăng ngô. Ẩm thực nhậu. Đồ nhai đồ. Dám kêu vợ đập đều bò luôn. Món ăn sao vậy? Ông ghép bên của ông hăng ông nhai món tiền vô ngon. Nấu cơm nha. Cái người ta. Bỏ đi. Ngủ ở nhà bà. Nhai dữ mày. Được không? Cảm nhận nha. Ngon không? Được rồi, máu được rồi, ngon không được. Em miếng này ngon mà. Nào giờ tiên tiên ghép món ẩm thực và nhậu thử tiên. Ông cảm nhận thử. Ngon. Làm gì được? Nước mắm. Nước chấm mắm đây. Rồi chấm là rồi đây. Hấp dẫn. Sao thấy sao? Ngon quá. Không, nếu như ngon thì giờ mà vô thì có lại. Nói chung là nó bùi không? Dài sao bùi không? Ờ, tôi cũng bùi vậy. Đồ. Sớm giờ mình ăn nhiều rồi nhưng mà mình ăn nói chung là hai món bún nào cũng ngon hết các bạn. Cái món thì một kem phần kem, một món thì 99. Nói chung là nó quá, nói chung là quá đẳng cấp. Món nào 100, món nào 99. Là món này một kem, món này 99, món này một kem, món này 99. Vậy là kia tám lạng người nữa con ạ. Đúng rồi. Quá ngon. Quá chuẩn luôn. Đúng chắc. Cảm ơn anh đã tặng cho gà mình nha. Gà quá ngon anh. Sao sao anh tặng tiếp thêm vài con nữa nha anh. Bữa sau tụi em làm ẩm thực anh cứ làm ẩm thực gà cứ gọi gỡ qua. Gỡ cho anh quất luôn công. Rồi mà mút luôn. Thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video tại đây và chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người nha. Đúng không?